xin chào anh em chào mừng em quay lại với kênh xe giờ của em ạ lời đầu tiên em chúc anh em một ngày vui vẻ và nhiều sức khỏe vì sau này em sẽ tổng hợp giá xe cho về dòng xe honda anh em nhé từ honda crv này honda hrv này honda rio này honda city này hay là honda civic anh em nhé để cho em sự lựa chọn tài chính của mình tốt nhất ạ còn anh em muốn được review xe cập nhật giá xe bất kỳ dòng xe nào trên thị trường việt nam thì anh em mới comment phía dưới cho em nhé để em sẽ lên cho anh em một cách chi tiết cụ thể cho em ạ. Còn anh em mà chưa đăng ký kênh em thì em đăng ký kênh em nha, bởi vì kênh xe giờ của em sẽ chuyên về giá xe, tổng lăn bánh và các chương trình khuyến mại ạ. Ok, em xin phép được đi vào vấn đề chính luôn cho em nhé. Đầu tiên giới thiệu cho em về một chiếc xe Honda CRV bản L, nó bản cao cấp nhất của dòng xe Honda CRV đấy ạ. Với giá mít của nó đang là 1 tỷ 118 triệu ạ. Hiện tại đại lý chúng em thì đang áp dụng chương trình đó chính là tặng cho em 100% lệ phí chiếc bạ cho em nhé trị giá lên tới hơn 130 triệu đồng cho em đấy ạ. À. Còn ngoài ra sẽ tặng cho em thêm được 70 triệu phụ kiện này em nhá. Tức là giảm giá cho em là tổng lên tới hơn 200 triệu đồng cho em đấy ạ. À. máy nhân hồi giờ đang là 1 tỷ 145 triệu ạ. Chả có bỏ ra với giá đang là 366 triệu rồi ạ. Còn là tỉnh thì đang là 1 tỷ 105 triệu ạ. Trả góp bỏ ra với giá đang là 326 triệu rồi ạ. Còn ở thành phố Hồ Chí Minh thì đang là 1 tỷ 123 triệu ạ trả góp vỏ ra với giá đang là 344 triệu thì em nhá. Chương trình khuyến mại vô cùng đặc biệt cho anh em đấy ạ. Đó chính là tặng 100 trăm lệ phí trước bạ cho em nhá. Ok, tiếp theo giới thiệu cho em về một chiếc xe Honda CRV bản G với giá miết của nó đang là 1 tỷ 048 triệu ạ. Hiện tại đại lý chúng em mình đang áp dụng các chương trình đó chính là tặng cho em 100 trăm lệ phí trước trước bạ cho em nhá. Trị giá lên tới khoảng 125 triệu đồng cho em đấy ạ. Ngoài ra sẽ tặng cho em là đó chính là À, 70 triệu phụ kiện này em nhá Tức là giảm giá lên cho anh em tới là tầm khoảng gần 1 200 triệu đồng cho em rồi đấy ạ. Con máy nhân độ giờ đang là 1 tỷ 074 triệu ạ. Trả góp bỏ ra với giá đang là 344 triệu thôi nhá. Còn là tỉnh thì đang là 1 tỷ 035 triệu ạ. Trả góp bỏ ra với giá đang là 305 triệu thôi ạ. Còn ở thành phố Hồ Chí Minh thì đang là 1 tỷ 053 triệu ạ. Trả góp thì đang là 324 triệu thôi em nhá. Ok tiếp theo giới thiệu cho em về một chiếc xe Honda CRV bản E bản thấp nhất của dòng xe Honda CRV đấy ạ. Với giá niêm của nó đang là 998 triệu ạ. Hiện tại đại lý chúng em thì đang áp dụng khuyến mại đó là tặng cho em là 100% lệ phí trước bạ cho em nhá. Tức là giảm lên tới khoảng 120 triệu đồng cho anh em cho anh em đấy ạ. Ngoài ra phân rất là tặng cho anh em đó chính là 70 triệu phụ kiện anh em nhá. Vậy vậy thì chiếc xe Honda CRV bản E này Lan bánh Ấn Độ giờ đang là 1 tỷ 021 triệu ạ. Trả góp thì đang là 328 triệu rồi ạ. Còn ở tỉnh thì đang đang là 983 triệu. Trả góp thì đang là 290 triệu thôi ạ. Còn ở thành phố Hồ Chí Minh thì đang là 1 tỷ 001 triệu. Trả góp thì đang là 309 triệu thôi em nhá. Đầu tiên giới thiệu cho em về phần giá xe và tổng lăn bánh của chiếc xe Honda HRV bản N ạ. Với giá miết của nó đang là 866 triệu ạ. Hiện tại đại lý chúng em thì đang bán cho em giá đang là 791 triệu là giá, em, okay, em nhá. Tức là giảm giá cho em là 75 triệu tiền mặt đấy ạ. Máy nhân nội thì đang là 918 triệu ạ. Trả góp thì đang là 295 triệu ạ. Còn là tỉnh thì đang là 882 triệu. Trả góp thì đang là 259 triệu ạ. Còn ở thành phố Hồ Chí Minh thì đang là 900 triệu tròn. Trả góp thì đang là 277 triệu em nhá. Ok, tiếp theo giới thiệu cho em về một chiếc xe Honda HRV bản G. Với giá miết của nó đang là 786 triệu ạ. Hiện tại đại lý chúng em thì đang bán cho em với giá đang là 711 triệu em nhé Tức là giảm giá cho nó 75 triệu tiền mặt đấy ạ. Lăn bánh nhân hồi thì đang là 828 triệu ạ. Trả góp thì đang là 268 triệu ạ. Còn là tỉnh thì đang là 794 triệu. Trả góp thì đang là 234 triệu ạ. Còn ở thành phố Hồ Chí Minh thì đang là 812 triệu. Trả góp thì đang là 252 triệu em nhé Đầu tiên giới thiệu cho anh em về một chiếc xe Honda Civic bản L, bản cao cấp nhất của dòng xe Honda Civic đấy ạ. Với giá miết của nó đang là 929 triệu ạ. Hiện tại đại lý chúng em thì đang bán cho em với giá đang là 884 triệu nha Tức là giảm giá cho em là 45 triệu tiền mặt đấy ạ Lan bánh nhân độ giờ đang là 1 tỷ 018 triệu ạ Trả góp thì đang là 322 triệu ạ Còn là tỉnh thì đang là 982 triệu Trả góp thì đang là 286 triệu nha Còn là thành phố Hồ Chí Minh thì đang là 1 tỷ tròn đấy ạ Còn trả góp thì đang là 304 triệu em nha Ok tiếp theo giới thiệu cho em về một chiếc xe Honda Civic bản G ạ Với giá miết của nó đang là 789 triệu ạ Hiện tại đại lý chúng em thì đang bán cho em với giá đang là 744 triệu em nhá Tức là giảm giá cho em là 45 triệu tiền mặt đấy ạ Lăn bánh nhân nội thì đang là 861 triệu ạ Trả góp thì đang là 276 triệu nhá Còn ở tỉnh thì đang là 828 triệu ạ Trả góp thì đang là 2242 242 triệu ạ Còn ở thành phố Hồ Chí Minh thì đang là 846 triệu trả góp thì đang là 260 triệu nha Tiếp theo giới thiệu cho em về một chiếc xe Honda Civic bản E cũng bản thấp nhất của dòng xe Honda Civic ạ Với giá miết của nó đang là 729 triệu ạ Hiện tại đại lý chúng em thì đang bán cho em với giá đang là 684 triệu em nhá Tức là giảm giá cho em là 45 triệu tiền mặt đấy ạ Lát bánh nhân độ thì đang là 794 triệu ạ Trả góp thì đang là 256 triệu nhá Còn là tỉnh thì đang là 700 62 triệu trả góp thì đang là 223 triệu ạ à. còn ở thành phố Hồ Chí Minh thì đang là 780 triệu ạ à. trả góp thì đang là 241 triệu tiền nhá. đầu tiên giới thiệu cho em về một chiếc xe Honda City bản RS nó bản cao cấp nhất của dòng xe Honda City đi ạ với giá biết của nó đang là 599 triệu ạ à. Hiện tại đại lý chúng em thì đang bán cho em với giá đang là 577 triệu ạ à. Tức là giảm giá cho em là 22 triệu tiền mặt anh em nhé Lăn bánh Hà Nội thì đang là 671 triệu ạ. Trả góp thì đang là 218 triệu ạ. Còn là tỉnh thì đang là 641 triệu, trả góp thì đang là 188 triệu ạ. Còn là thành phố Hồ Chí Minh thì đang là 659 triệu, trả góp thì đang là 206 triệu tụi em nhá. Đó. Tiếp theo giới thiệu cho em về một chiếc xe Honda City bản L ạ. Với giá miết của nó đang là 569 triệu ạ. Hiện tại đại lý chúng em thì đang bán cho em với giá đang là 547 triệu em nhá. Tức là giảm giá cho em là 22 triệu tiền mặt đấy ạ. Còn anh em mà muốn được giá tốt hơn hay là khuyến mại như nào, tặng phụ kiện ra sao, chi tiết như nào thì anh em cứ gọi điện cho em hoặc nhắn tin Zalo cho em nhé. Chắc chắn với anh em giá lúc đấy sẽ là tốt nhất thị nhất thị trường cho em đi ạ. Vậy thì chiếc xe Honda City 7 l này lăn bánh nhân nội thì đang là 638 triệu ạ. Trả góp thì đang là 208 triệu nhá. Còn ở tỉnh thì đang là 608 triệu, trả góp thì đang là 179 triệu ạ. Còn ở thành phố Hồ Chí Minh thì đang là 626 triệu nhá trả góp thì đang là 196 triệu thì ạ theo em giới thiệu cho em về một chiếc xe Honda City bản G bản thấp nhất của dòng xe Honda City đấy ạ với giá miết của nó đang là 529 triệu ạ hiện tại đại lý chúng em thì đang bán cho em với giá đang là 507 triệu tức là giảm giá cho là 22 triệu tiền mặt ạ lăn bánh nhân nội giờ đang là 593 triệu ạ trả góp thì đang là 195 triệu ạ còn là tỉnh thì đang là 564 triệu trả góp thì đang là 166 triệu ạ còn ở thành phố Hồ Chí Minh thì đang là 582 triệu, trả góp thì đang là 184 triệu tiền em nhé. Đầu tiên giới thiệu cho em về một chiếc xe Honda Brio bản RS, nó bản cao cấp nhất của dòng xe Honda Brio đấy ạ. Với giá biết của nó đang là 448 triệu ạ. Hiện tại đại lý chúng em thì đang bán cho em với giá đang là 433 triệu nhá. Tức là giảm giá cho em là 15 triệu tiền mặt đấy ạ. Lăn bánh nhân Độ giờ đang là 509 triệu ạ. Trả góp thì đang là 169 triệu nhá. Còn ở tỉnh thì đang là 483 triệu Trả góp thì đang là 142 triệu ạ con ở thành phố Hồ Chí Minh thì đang là 501 triệu Trả góp thì đang là 161 triệu em nhé Ok tiếp theo giới thiệu cho em về một chiếc xe Honda Brio bản G Với giá miết của nó đang là 418 triệu ạ Hiện tại đại lý chúng em thì đang bán cho em với giá đang là 403 triệu em nhé Tức là giảm giá cho anh, anh em là 15 triệu tiền mặt đấy ạ Lăn bánh ngân độ thì đang là 476 triệu ạ. Trả góp thì đang là 159 triệu nhá. Con ở tỉnh thì đang là 450 triệu, trả góp thì đang là 133 triệu ạ. Con ở thành phố Hồ Chí Minh thì đang là 468 triệu nhá. Con trả góp thì đang là 151 triệu đi ạ. À.